Cựu tổng tư lệnh NATO tại châu Âu Philip Breedlove cho rằng phương Tây lo sợ Ukraine chiến thắng vì nguy cơ leo thang hạt nhân và xung đột sẽ lan rộng ra châu Âu. Việc phương Tây cấm Ukraine sử dụng vũ khí do NATO cung cấp để tấn công Nga đang bảo vệ sự an toàn cho Moscow. Ông nhận định, Mỹ đang quá để tâm vào những tuyên bố của Tổng thống Putin khi Moscow đưa ra những cảnh báo răn đe quân sự. Phương Tây lo sợ Ukraine chiến thắng, bởi vì Tổng thống Putin đã đe dọa chúng ta nhiều lần về điều mà chúng ta lo sợ ngay từ đầu cuộc xung đột. Đó là sự leo thang hạt nhân và cuộc xung đột này sẽ lan rộng ra châu Âu, tướng đã nghỉ hưu Breedlove nhận định. Theo ông, điều đó tức là phương Tây đang đặt Ukraine ở một vị trí khó khăn. Chúng ta đang hỗ trợ Ukraine đủ để họ không bị đánh bại trên chiến trường. Nhưng tôi tin rằng, một điều rất rõ ràng là chúng ta sẽ không trao cho Ukraine những gì họ cần để chiến thắng. Giữa bối cảnh tài liệu mật quan trọng của Lầu Năm Góc bị dò dỉ, Ukraine vẫn giữ bí mật về kế hoạch phản công của mình. Tướng Breedlove cho rằng chiến lược này có thể bắt đầu từ việc ngăn cản Crimea trở thành nơi tổ chức các cuộc tấn công của Nga. Tôi hy vọng Ukraine sẽ sử dụng khả năng của mình để chia cắt hành lang trên đất liền tới Crimea và giành lại nguồn cấp nước cho Crimea, chia cắt cầu cấp và sau đó tấn công Crimea. Mới đây, trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh ở quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 78 năm chiến thắng phát xít trong Thế chiến II, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, nhân loại một lần nữa ở thời điểm bước ngoặt quyết định và một cuộc chiến tranh thực sự đã được phát động để chống lại đất nước chúng tôi. Tổng thống Putin cáo buộc các nước phương Tây đã kích động xung đột và đảo chính, cũng như phá hủy các giá trị truyền thống để duy trì các quy tắc của mình, đồng thời cho rằng người dân Ukraine đã trở thành con tin từ sau cuộc đảo chính năm 2014 và là quân bài mặc cả trong tay phương Tây. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.